bà Melania Trump đã chỉ trích là kẻ giết chết giấc mơ trên các phương tiện truyền thông sau khi có những cái bản tin liên quan đến cuộc điều tra từ thiện ở Florida kính thưa quý vị cựu đại nhất phu nhân Melania Trump đã chỉ trích là những kẻ giết chết giấc mơ trên các phương tiện truyền thông sau khi mà có những cái bản tin tức liên quan đến cuộc điều tra của các quan chức Florida đã thực hiện đối với lại một cái cuộc gây quỹ của bà là bà đã bán vé cho một cái bữa gọi là bữa tiệc để mà gây quỹ từ thiện à, sẽ được diễn ra vào tháng tư và đang được uh, bà Melana bán và lợi nhuận thì sẽ được uh, đưa vào tổ chức Bbas của bà. Uh, và bây giờ đó thì tờ New York Times uh, đã đưa ra một cái thông tin uh, và uh, đã nói rằng uh, là bây giờ là các giới chức uh, của Florida đang điều tra là tại vì cái tổ chức Bbas tổ chức từ thiện này không được gọi uh, là register không có được ghi danh uh, tại tiểu bang và bây giờ đó thì họ sẽ điều tra tất cả các hoạt động gây quỹ của tổ chức này và bà melania đã lên tiếng rằng bất chấp những việc làm của tôi báo chí vẫn đang đăng những bài báo không chính xác và gây ra hiểu lầm và hoàn toàn không đúng về công việc của tôi các giới truyền thông đã tạo ra một câu chuyện mà theo tôi đang cố gắng hành động một cách bất hợp pháp hoặc phi đạo đức và bà nói thêm sự mô tả đơn giản đó là không đúng sự thật và nó ảnh hưởng uh, xấu cho đến những đứa trẻ mà tôi hy vọng mong muốn được giúp đỡ những người tấn công vào các sáng kiến của tôi và tạo ra một vẻ ngoài không đúng đắn là những người giết chết giấc mơ theo đúng nghĩa đen họ đã hủy bỏ giấc mơ và hy vọng của những đứa trẻ bằng cách là đã cố gắng hủy bỏ những chương trình của tôi. Đó là trong tuyên bố của mình, bà đã chỉ trích rằng bà là nạn nhân của một cái quyết định có mục đích chính trị gần đây liên quan đến những cái giống như những cái hoạt động của tổ chức BBAS, giống như là tổ chức gọi là nuôi dưỡng tờ giúp đỡ tương lai, Help the Future hay là từ nuôi dưỡng safe để mà giúp cho các em có đầy đủ, có thể có đủ đồ ăn, thức uống để có thể có một sức khỏe mạnh để mà tiếp tục công việc học của mình hoặc dành cho những trẻ em nghèo cho nên là mà bây giờ chương trình gây quỹ của bà đã đang bị điều tra và họ nói rằng là cái tổ chức của bà tổ chức từ thiện chưa được ghi danh, chưa được register để mà có cái uh, nonprofit association 51c3 ở tại Florida và như vậy là nó là không có đúng. Và bây giờ bà đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn điều này và nói mình là một nạn nhân của một uh, cái mục đích chính trị và bà nói rằng những kẻ loan tin như vậy, uh, những cái tờ báo viết không đúng sự thật như vậy là những kẻ đã đánh cắp giấc mơ kính thưa quý vị. là uh, một cái một cái cách nói rất là bóng bẫy nhưng mà rất là thấm thía nếu mà quý vị coi cái bộ phim á, mà kẻ đánh cắp giấc mơ là, là quý vị cũng thấy là có một kẻ xấu xa đã đánh cắp giấc mơ của tất cả các em nhỏ và có một em nhỏ đã phải bước vào bên trong thế giới của kẻ đánh cắp giấc mơ đó để cố gắng lấy lại giấc mơ của mình rồi chiến đấu một cái bộ phim rất hay của Walt Disney mà chắc là quý vị cần phải theo dõi